60 em vẫn còn quen được mà. 60 tuổi. Ăn chay trường mười mấy năm mà thích quen đàn ông có vợ rồi. Dạ. Trời ơi sao em lạ vậy ta. Mời bạn nam. Xin chào anh Cường Linh, xin chào chị Cát Tường. Đâu mà nuôi giờ đẻ sách đùm đề dữ. Anh tên gì? À, em tên Trần Minh Việt, 32 tuổi. Làm một nghề huấn luyện viên tennis. Anh Việt, 32 tuổi. Mời bạn nữ. Rồi, chào em. Rồi, bạn tự giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Anh. Nguyễn Thị Anh. Dạ, nhân viên văn phòng. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ, 33. 33? Dạ. À, có ngại quen hơn bạn trai nhỏ hơn không? Hơi ngại chút đó chị. Hơi tại ngại. Vì em á là chuẩn lắm á. Chuẩn chàng về, chuẩn chàng về tính cách lắm á. Em 60 em vẫn còn quen được mà. 60 tuổi. Lấy chồng 60 cũng được em hả? Dạ vâng. 33, 32. Ủa anh Việt có ngại bạn gái lớn hơn tuổi không? Dạ không chị. 33 tuổi bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nhiều lắm chị, em toàn đi cua người khác không à. Cua được bao nhiêu người? Em yêu dữ dội lắm, em thấy người nào em thích đó là em tấn công. Mà em toàn yêu đơn phương mà em công khai luôn. Em tấn công người ta mà em chia sẻ hết luôn. Mà có người nào thầm đáp lại tình yêu của mình chưa? Họ nhất quyết không nói, họ cứ nhìn, họ quan sát xem em có kết cục, cái tính cách em sẽ thay đổi như thế nào trong mối tình đó. Ê, khi em thấy nó không thành nữa thì là tự em rút luôn. Mà em rút là em rút biệt tâm, biệt tích luôn. Coi như thích là tấn công ào ạt mà ào. Cảm thấy không có được đáp trả lại là ghê luôn. Rút mà không cần một câu giải thích, không cần một hồi âm. À, từ xưa giờ toàn đi cua trai không? Nhiều lắm chị, cua trai không. Vụ này được à, kết bạn với mình nha. Mình cũng thích vụ này lắm nha. À, cua trai không? Mạnh mẽ quá. Nhưng mà chưa được ca nào cua trơn hả? Chắc là họ cũng cảm nhận, nhưng họ thấy em phức tạp quá nên là họ... Ủa sao phức tạp? Em thường đi chơi với nam giới là em cứ dàn một cái thế trận nào đó, xong em cứ đưa họ vào, xong đưa họ ra, đưa vào, đưa ra, mà họ không hiểu em muốn gì hết. Họ nghĩ là chắc là quen đó thì quen, nhưng mà họ yêu thì chắc không giống yêu. Nhưng mà vậy là cuối cùng để nói là mình có một cái mối tình nào thật sự yêu qua yêu lại, sâu đậm, có chưa? Có rồi chị, chưa sâu đậm đâu. Tại cái anh này là anh có vợ rồi. Thành ra em cảm nhận ra anh cái tình yêu của anh lạ lắm. Em đọc sách báo hết nha, nói là đàn ông có vợ là không nên yêu cái gì. Nhưng mà em thấy đàn ông có vợ hấp dẫn. Hấp dẫn là hấp dẫn, sao tôi có vợ rồi hấp dẫn cái gì trời? Họ từng trải này. Thứ hai nữa là họ hiểu tâm lý phụ nữ anh. Thứ ba nữa là em cứ thích cái gì độc và lạ là em thích à. Nhưng mà đến cái một ngày đẹp trời thì em cũng đến lúc thì dừng rồi đó. Cái em đi chùa, em đi khóc, em bảo là nếu như em có chồng á nha thì cho em gặp chồng, còn nếu em độc thân đừng có để cho em yêu ai hết á. Cái em ra khỏi đó là chương trình hỏi là có muốn đi gặp hẹn hò không, em có ok liền. Tại lúc đó là em nghĩ là duyên số đến rồi em đi liền. Anh nghe vậy anh thấy sao anh? Nãy giờ cô ấy trải lòng mình á. Đây là một người rất là thật á chứ. Dám nói, dám nghĩ, dám làm đấy. Dạ đúng rồi, tính mình cũng dễ lắm, nhưng không khó. Dễ không? Dễ sao giờ còn ế? Ế thì có thể do môi trường của mình thôi. Môi trường anh tốt quá mà, thuận lợi để gặp những người đẹp mà. Không có, môi trường này là dạy cho thanh thiếu niên và thiếu nhi á. Từ khoảng 12 tới 15 thôi. À chứ không có dạy người lớn hả? Không có dạy người lớn hả? Anh được mấy mối tình rồi? Dạ, một mối tình ạ. Lâu chưa? Lâu rồi, từ hồi đi học. Từ hồi đi học? Dạ. Cấp 1, cấp 2, cấp 3? Không, từ cấp 3. Cấp 3? Dạ, cấp bao nhiêu năm? Cũng được khoảng 2 năm thì sau này cô đó đi Úc. Một thời gian dài vậy là chưa có người yêu nữa. Dạ. Sao chịu được anh? Mà khoảng cấp 2 á là cứ đi thi đấu suốt à. Yêu màu quần vợt hơn là yêu phụ nữ hả? Không phải, có thể là do chưa gặp đối tượng. Đối tượng anh như thế nào? Đừng có thì mà yếu đuối quá thôi, hơi mạnh mẽ chút xíu. Mạnh mẽ như cô đó được không? Quá được. Quá được. Có thấy đâu mà nói được. Nghe giọng nói là biết được rồi. À, cái mẫu người lý tưởng của anh là như thế nào? Khi mà quen nhau về với nhau á, ví dụ đang khá giả vì bị sụp xuống á, thì mà hai vợ chồng phải biết đồng cam đồng khổ mà vượt lên. Thì gì nữa? Thế thôi được rồi. Đơn giản vậy thôi. Những cái gì không thích người phụ nữ? Thế mà không chưa đó. Không có gì không thích hết hả? Vậy là dễ lắm đó. Bên đây chị hỏi em một câu nè. Sở thích của em là gì? Nói chung đó là em thích cảm nhận về cuộc sống này. Rồi thích chia sẻ cuộc sống với mọi người đó. Người nào hiểu được em thì là em sẽ chọn làm chồng hoặc là làm người yêu vậy đó. Còn chưa hiểu thì em ở mức độ là bạn thế thôi. Và ngày hôm nay em đến với chương trình, em mong muốn người bạn trai mình bên kia là người như thế nào? Nói thật với chị là một á là không biết gì hết. Hai á là phải thật sự sâu sắc và hiểu biết rộng. Cô này hơi căng anh Linh ơi. Anh Việt nghe nãy giờ anh Việt có sợ không anh Việt? Dạ không à chị. Bình thường anh bình thường. Bây giờ anh có đi với ai? Dạ không à. Còn cô bên kia có ai đi theo không? Dạ có. Đâu mình giao lưu chút xíu với người thân coi.
Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, tất cả các bạn ngồi đây. Em nghĩ bạn mình là người như thế nào? Không, nhìn bề ngoài thì có vẻ hiền nhưng mà bên trong thấy cũng hơi nổi loạn một chút. Chị thấy bạn ấy, nhiều chị nói bạn ấy hơi phức tạp một chút, thì em thấy sao? Quá phức tạp luôn chứ không phải là hơi à. Theo em thấy anh Việt bên đó như thế nào? Theo em thì ảnh cũng chững chạc, có vẻ là người đáng tin. Chị vẫn thắc mắc với em, chị chỉ hỏi em một câu như thế này thôi. Thế bây giờ em cứ cua cua tùm lum hết rồi, có vợ rồi gì lum la em làm hết. Em không sợ là khi mình tìm được cái tình yêu đích thực, người ta nhìn lại cái quá khứ của mình, người ta lại không dám đến với mình? Em không sợ chuyện đó chị. Tại sao? Em thậm chí em còn nói rất chi tiết về những cái tiểu sử của em, là con chấp nhận thì từ đó về sau em yêu, còn không chấp nhận thì chia tay. Nhưng mà em không nghĩ là đối với những cái mối quan hệ vậy mình sẽ bị thiệt thòi, mình là phụ nữ mà. Em không nghĩ thiệt thòi đâu chị. Em quen những người đó xong rồi em có trải nghiệm xong rồi em sẽ biết cách đối nhân xử thế với mấy cái tên mà làm chồng em sau này. Em nghĩ vậy. Mấy tên làm chồng em sau này lắm hả? Ở cô này cũng căng à nha. Quan điểm em như thế nào về trinh tiết của phụ nữ? Em nghĩ cái trinh tiết của người phụ nữ không phải là cái cơ thể của cô ấy đâu. Trinh tiết có nghĩa là cái sự chung thủy của cô ấy á. Chung thủy với một lòng một dạ với chồng, với người yêu á. Biết lo lắng, biết yêu, biết nói xong mọi thứ với người ta là... Thế em nghĩ em có là người chung thủy không khi em lập gia đình? 100% là chung thủy chị. Nhưng mà người đó phải làm cho em yêu mới được nha. Không cái gì em ngoại tình à. Ngoại tình. Em ngoại tình tư tưởng á. Nãy giờ con này căng lắm á anh Linh. Mạnh mẽ. Dạ vâng. Con này cũng cá tính dữ lắm mà nha. Dạ. Anh hỏi đi chứ nãy em nhức đầu lắm á. Hôm nay bạn có mong tìm được cái người bạn đời không? Em mong lắm mới chưa như anh. Nhưng mà em cảm giác như cái anh đó hơi rụt rè với em á. Đúng rồi, anh nhát lắm. Anh em nhưng mà em không thích con trai rụt rè. Em thích phải mạnh mẽ, thể hiện hết ra. Tấn công liền hả? Tấn công đi cho em thấy được cái bản lĩnh của anh đến đâu. Để anh coi coi. Mới lấy chớn anh mới nhảy vô được. Nãy giờ anh nghe cô nói vậy anh sợ gì không? Tấn công liền quá thì con gái sẽ sợ đi. Nhưng mà cô đây là hơi ngược lại chút. Cô thích tấn công anh có dám không? Dám. Dám không? Dám. Thì bây giờ... Thì không? Giờ mở màn ra nhào vô ôm hung liền nha. Chưa, từ từ. Bây giờ cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Không thích nhiều lắm chị. Nhưng mà cái không thích của em là em phải cảm nhận từng cái chi tiết nhỏ mà em kể ra, đâm ra em là nhỏ nhặt nên em sẽ không nói. Nhưng mà tự nhiên em cảm nhận người đàn ông là em biết rằng nó của em hay không liền. Nếu vậy cái nhà chị qua coi mặt cũng như không thôi phải không? Mà chủ yếu là em coi mới được. Em nhìn em thấy thích là tự nhiên em thích à. Luôn. Nãy giờ cảm nhận qua màn thôi thì em nghĩ người đó như thế nào? Quá nhát và hơi rụt rè. Với thứ hai nữa là cái môi trường của anh ấy làm em không biết rằng nó có hợp với em hay không nữa cơ. Ủa là sao? Vận động viên thể thao thì anh thích hành động, còn em thích cảm nhận. Nó động phía trong á chị, còn anh động phía ngoài. Trời đất ơi. Thôi mệt rồi nha, cái này cũng căng à. Không sợ hả anh? Nãy giờ nghe vậy thấy à. Thấy có căng thẳng gì không? Dạ không, bình thường thôi. Anh hành động bên trong được không? Khó chứ lại. Anh, ủa cái này gì đây? Là tennis. Lên đây đánh luôn hả? Đâu khó. Vậy là hành động bên ngoài rồi. Lên đây mà tính đánh tennis trên đây là thấy thua rồi. Cô này là cô thích hành động bên trong. Anh biết hành động bên trong là hành động gì không? Không, chưa hiểu. Thở. Anh biết hít thở không? Biết à. Đâu ví dụ như anh hít thở sao anh hít thở thôi. Sao anh hít thở thôi. Hít thở phải sâu. Cho hai người gặp mặt đi. Để coi kia cũng cảm giác được gì không. Cô này cảm giác đúng anh này. Không lẽ giờ đánh tennis hả? Thật sự thì chị cũng đồng cảm với em là anh này quá nhút nhát. Nhút lắm chị. Bây giờ đúng anh rồi. Cầm vợt lên mục đích anh làm gì cho anh thể hiện em á. Rồi kéo màn. Đừng có rung nha anh. Anh sợ phụ nữ không? Không, bình thường đâu có sợ. Hả? Phụ nữ hiền lành mà đâu sợ. Hiền lành hả? Nghe nói ăn chay hả? Dạ. Cơm ngày rằm mới ăn chay thôi. Em có ăn chay không? Em ăn chay trường chị. Hả? Được bao lâu rồi? Tình mười mấy năm rồi chị. Ăn chay trường mười mấy năm. Lạ mà thích quen đàn ông có vợ rồi. Dạ. Trời ơi sao em lạ vậy ta? Trời. Lạ thiệt. Hai người nói chuyện đi lạ quá. Sắp lá cà đấu vợt. Chào anh. Cảm ơn tặng em. Dạ cảm ơn anh. Tấn công. Không có khả năng. Chưa vào trận nên nó thua cuộc. Anh đánh tennis mà anh sợ thua hả? Đó là môi trường thể thao khác, em còn môi trường cảm anh nhút nhát lắm. Cho anh thực hành á. Anh cứ thử đi. Thử đi. Cho anh nắm tay em thôi em đó. Thấy. Trời ơi, rung dữ vậy. Trời ơi, rung lắm mình hơn. Trời ơi, nắm chặt tay à. Thấy sao anh? Phê. Hả? Phê không? Thấy sao em? Hung xong rồi em có cảm giác gì không? Không, anh làm chưa tới chỗ không? Ừ.
Tới chưa? Dạ chưa. Rồi vậy chưa tới. Em có một cái điểm duy nhất mà người nào chạm được cái chỗ đó thì em sẽ yêu người đó hết mình mà yêu cuồng nhiệt luôn, yêu hy sinh hết cuộc đời của em luôn. Anh không biết chỗ của em thế nào. Em thấy số phận của anh rồi đó. Anh không hiểu. Em chưa chịu anh, em phải làm sao cho em chịu anh đi. Đúng rồi. Làm nhanh lên, hết rồi. Không, không được. Không sao được. Không được. Em ngủ mà. Cầu hôn. Em không có chịu. Sau này mình nói tiếp. Quen nhau khoảng 6 tháng đến năm mình sẽ cưới nhau. Từ 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 từ. Nói đàng hoàng, chậm chậm đàng hoàng để chị nghe. Nhìn vô mắt thẳng nhau. Mà anh em quen nhau khoảng 6 tháng tới năm rồi mình sẽ cưới nhau. Anh lo em tới trọn đời thôi. Được chút gì không? Không được gì. Trời ơi. Nói gì câu đi, một câu thật tình cảm thôi. Ừ. Anh yêu em. Anh yêu em. Trời ơi. Thôi hết giờ. Quá dữ. Chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 1 Chúc mừng hai bạn. Giờ rung anh. Nhìn mặt khoái lắm rồi nè. Nói thiệt đúng không? Khoái thiệt. Đó giờ có gặp người con gái nào mạnh mẻ vậy chưa? Chưa. Chưa sao đáng buông ráng. Em buông, em tự buông. Đấy. Anh không nắm đi thì không cho buông. Đã nắm là không cho buông. Mình phải quyết liệt vậy đó. Khoái thiệt rồi hả? Hả? Thấy cậu như sao? Nhìn cũng hay hay, cũng hấp dẫn. Quyết định lấy cô làm vợ không? Quyết định. Quyết định luôn. Ừ. Nói đi, nói với anh, nói với cậu đi. Chắc. Mấy, nói đi. Bao nhiêu phần trăm? 100%. Giờ nói anh quyết định lấy em làm vợ đi. Nói anh quyết định lấy em làm vợ. Chưa. À, bình tĩnh nè. 2, 3 Anh quyết định lấy em làm vợ. Chắc tôi phải đi theo này để tôi rất đốc quá. Đây là những cái chiếc vé. Chúc hai bạn đi xem phim thật là vui. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình. Dắt đi. Tôi với bạn trai thế nào? Trước hết là phải có tí sắc. Thứ hai thì bạn gái thì phải biết suy nghĩ. Ai không biết suy nghĩ? Suy nghĩ gì bạn? Nghĩ tốt về em. Nếu mà là bạn gái của em thì cũng em xấu cũng phải nghĩ em tốt. Bậy bạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem có may mắn như cặp đôi này là đồng ý nhấn nút hẹn hò với nhau hay không. Hả Mang? Mời bạn trai. Chào anh Nguyễn Linh và chào chị Cát Tường ạ. À. Bạn dạ. Có thể giới thiệu tên mình làm dạ, nghề gì? Em tên là Thái Châu, năm nay 31 tuổi, hiện đang là nhân viên thiết kế của một công ty Nhật. 31 dạ. Tuổi ha. Rồi, dạ. Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường ạ, à. Em chào anh Nguyễn Linh ạ. À. Chào em, em tự giới thiệu về mình. Em tên Nhung ạ, à. Năm nay 27 tuổi, em là nhân viên văn phòng ạ. À. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Tính tới thời điểm hiện tại thì có được 2 mối tình dắt dai rồi ạ. Chia tay cách đây bao lâu? Mối tình gần đây nhất thì 2 năm rồi ạ. 2 năm qua không ai theo đuổi mình sao? Trong 2 năm qua thì nó thời gian đủ để nguôi ngoai. Cái mối tình đó sâu đậm lắm hả? Cũng 4 năm chị. Vậy tại sao phải chia tay vậy? Dạ, lúc đó thì nói chung là cũng chưa có chín chắn lắm. Với lại có nhiều cái em với bạn đó có nhiều cái mâu thuẫn nhỏ và mình không ngồi lại mình chia sẻ với nhau. Vậy thì bây giờ là bạn nguyện vọng như thế nào? Trong tình yêu thì em quan niệm rằng là hai người phải là có niềm tin với nhau. Thì mình hiểu nhau thì nó có thể vượt qua được những cái cám dỗ. Bạn Dung bên kia cho anh hỏi tí xíu. Theo như em nói là niềm tin thì nếu mà vậy thì tin là tin như thế nào? Anh có thể dao động bởi mọi người xung quanh tác động nhưng mà anh có niềm tin vào người đó thì anh sẽ vượt qua được. Vậy theo em á thì trong tình yêu con tim với cảm tính thì em nghiêng về cái nào nhiều hơn hả? Em nghĩ tình yêu thì hơn con tim nhiều hơn, tại cảm tính thì có thể nhất thời điểm này mình như vậy, thời điểm sau mình có thể khác. Còn lý trí thì sao? Anh hỏi khó quá. Giờ hỏi là câu cuối cùng. Xíu, hỏi sao? Xíu em trả lời anh được không ạ? Rồi, chốt. Hôm nay em đến đây em mong muốn gặp một cái người bạn trai của mình là một người như thế nào? Thứ nhất là phải hơn em 4 tuổi. Bên kia là bao nhiêu tuổi? 31 rồi chị. 31. Bên đây 27 là vừa luôn á.
Vừa luôn, đúng 4 tuổi luôn á. Rồi ngoài cái tuổi tác ra mình còn mong muốn được điều gì nữa? Em thích từ bạn nam, những gì em làm không được thì em thích bạn nam làm được. Ví dụ như em rất thích bạn nam biết chơi guitar và biết hát. Hát hay hơn em là được. Bạn biết hát được biết guitar gì không? Em chỉ biết hát thôi chị. Hát trâu hát hay lắm. Dạ. Bây giờ hai bên bên nào hát trước nè, bên đây cũng hát hay lắm đó mà muốn bạn trai mình hát hay hơn. Dạ thưa, em làm chắc gì cũng được nhưng đừng kêu em hát. À chính như vậy mới muốn bạn trai là dạ hát phải không? Dạ. Vậy bạn trai hát đi. Dạ. Em thì thường hay hát karaoke cho nên nếu mà hát mà có quên lời hay là sai lời thì... Không sao, miễn có hát là bên đây cho thêm điểm rồi. Chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên là mọi buồn đau, mọi lo toan cùn sống như dần tan biến. Điều anh mong ước thân gian đơn, ước mong ngày sau dù đời buồn đau, mình luôn mãi gần nhau. Hạnh phúc xa vời với biết bao người, với riêng anh thì không, bởi biết rằng anh luôn có em cùng chia sẻ buồn vui. Không biết được chưa hai em? Giọng hát như vậy có đủ thuyết phục được em không? Thứ nhất là tự tin hơn em khi trình diễn, rồi thứ hai là hát hay hơn em là được rồi ạ. Tiêu chí bạn gái như vậy, còn tiêu chí bạn trai thế nào? Trước hết là phải có tí sắc, thứ hai thì bạn gái thì phải biết suy nghĩ. Ai không biết suy nghĩ? Suy nghĩ gì bạn? Nghĩ tốt về em. Ủa, mình tốt là mình nói tốt. Dạ. Không lẽ mình xấu? Mình xấu bắt ta suy nghĩ tốt. Nhưng mà tại vì bạn đó nếu mà là bạn gái của em thì cũng em xấu cũng phải nghĩ em tốt. Bậy bà. Phải có niềm tin mà chị. Niềm tin thì tin nhưng mà em phải tốt thật người ta mới nghĩ em tốt chứ. Tự nhiên em xấu bắt người ta niềm tin mình nghĩ phải tốt. Đẹp, mình xấu quắc rồi nói đẹp quá. Rồi, còn gì nữa? Em thì không có giỏi xã giao. Bạn nữ nếu mà được thì xã giao tốt một tí xíu. Em chỉ vậy thôi. Em thích là bạn gái. Một là đừng quá quê. Vì mình là con gái cho nên mình phải biết chăm sóc mình một tí xíu. Ủa nó nghe nè, bộ bạn đẹp lắm hả? Dạ không. Ta đang gọi là nói lên cái sở thích. Ví dụ mà bạn về nhan sắc á, là tại vì bạn đòi là một người phụ nữ có tí sắc đúng không? Dạ. Bây giờ nếu về nhan sắc bạn tự chấm điểm bạn được nhiêu điểm? Thì chắc cũng khoảng 7-8 điểm chị. Rồi để tôi qua tôi coi. Không phải là chết với tôi rối não với ông này quá, tức quá. Dạ chào chị. Sao chị, được 7 điểm không chị? Đứng lên xoay vòng coi. Thương tình lắm mà cho 6 điểm. Cảm ơn chị. Muốn người bạn gái mình là người như thế nào? Cỡ như Mỹ Tâm đó chị. Có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chính thức thì chưa. Hèn chi đòi hỏi nhiều quá. Nắm tay chưa? Dạ rồi. Hôn chưa? Dạ chưa. Lát chị cho thử. Ai cho? Chị cho thử hả? Come on. Gàng lắm đó. Biết hùng không? Chắc sơ sơ chị. Đâu lính lên làm thử coi. Chị lại làm khó em. Dám không? Cái gì đỏ mặt mới có hùng thôi mà. Làm luôn. Chút đi chị. Để em lấy lại bình tĩnh thôi. Gung lắm hả? Dạ. Có ai đâu đơn giản hùng chị, mình thì hùng ngay trán. Dạ. Ai kêu hùng ngay mỏ chị mà. Lung gì lung. Nó tưởng tượng trong đầu là nó hùng cái mỏ, hiểu không? Nó tưởng tượng vậy đó. Dạ. Có ai đâu. Anh là coi nè, làm liền nè. Thôi khỏi. Lợi dụng. Rồi, một chút xíu về nghề nghiệp của mình. Dạ, em làm về thiết kế máy. Ví dụ công ty họ yêu cầu nhân viên thì phải làm đóng dấu, mọi người tự đóng. Thì bên em làm tự động vô, truyền vô băng truyền thì máy tự đóng, đi ra luôn. Giống như robot đó hả bạn hả? Dạ, bên em cũng có sử dụng robot luôn. Mình làm robot tình yêu được không? Dạ, nếu mà anh đặt hàng mà nếu mà được giá thì tụi em cũng làm được. Anh đặt cô nè, đẹp, rồi thương chồng nè, dạ. Trung thủy nè, ở nhà không đi đâu nè, dạ. Lo cho con nè, dạ. Thắm rửa giặt rũ cho anh hết nè. Chỉ cô nha, vợ nha là đẻ. Đó đó có. Được không? Thôi, bây giờ hỏi robot tôi biết gì con người đây, không chịu hỏi. Hôm nay mình tới đây có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có, em đi với bạn thân của em. Bạn thân của rồi, em. Rồi, mời bạn thân. Chào em, dạ. Em tên là gì? Em tên Hiệp. Nhung không ai đeo đuổi hả em? Dạ cũng có mấy người đeo đuổi chị, nhưng mà có lẽ là Nhung cảm thấy không hợp về tính tình hay là cái gì đó thì Nhung không có tiến tới được với mấy người đó. Nhung không phải là khó tính mà là Nhung có những cái mục tiêu, những cái yêu cầu riêng của Nhung đối với cái đối tượng đó. Và có lẽ là những cái đối tượng trước á mà tiến tới với Nhung thì không thỏa mãn được Nhung ở cái mảng những cái mục tiêu. Nên em nghĩ cái anh bên đó 31 tuổi chưa có bạn gái lần nào, em thấy sao? Em không tin đâu. Không tin? Dạ, có vẻ ảnh có vẻ đậm hoa chứ không phải là kiểu thiếp người khép nép.
Cảm ơn em. Dạ. Hôm nay bạn có đi với ai? Dạ không, em đi một mình. Bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau để xem coi trái tim mình có đập hay không, rung động hay không. Dạ. Thôi chúng ta kéo màn lên. Là cho anh lên 7-8 điểm hay không là quyền của em nha. Theo chị 6 điểm là được không chị? Chị cho 6 điểm ạ. 2 phút dành mặt nhau bắt đầu. Em chào. Chào em. Em có món quà nặng ký tặng anh. Rồi, anh cảm ơn nha. Dạ. Anh có tò mò trong đó có gì không ạ? Để anh mò một tí rồi tôi nói ra cái việc này. Dạ, anh có thể đoán ạ. Đừng nói hai cục gạch nha em. Cái đó là món trò chơi xếp hình gỗ. À, rút ra phải không? À, dạ, đôi khi đi cà phê với bạn bè anh có thể chơi dùng với bạn, đôi khi anh không thích nói chuyện thì anh có thể lấy này chơi để giết thời gian. Anh thích cái này. Dạ. À, theo quan điểm của em thì em nghĩ người bạn trai của em có cần về trình độ học vấn như thế nào? Theo anh quan trọng không? Theo anh thì không quan trọng. Em thì đối với em không quan trọng vấn đề đó, chủ yếu là người nam có định hướng tương lai rõ ràng và biết mình cần gì và điều gì là quan trọng nhất và mình sẽ làm gì để được điều đó. Có nghĩa là cái mục tiêu đó là em bắt bạn nam đó là phải có cho em và giải quyết từng mốc cho em. Dạ không. Hay là mình chỉ cần có chí hướng tới đó là ok được rồi, còn làm được hay không cái vấn đề đó là tính sao? Thì em cũng muốn lắng nghe và chia sẻ người bạn nam đó có cái suy nghĩ như thế nào thôi, còn mọi suy nghĩ của mỗi người thì em không có can thiệp được. Nói chuyện hẹn hò tình yêu đi. Dạ. Nãy em có nghe anh họ nói là anh ngại giao tiếp phải không ạ? Đúng rồi. Là như thế nào vậy anh? Có nghĩa là khi gặp người lạ thì thường anh không có nói chuyện nhiều. Tại hoặc sao? Là cũng không. Cái gọi là tính cách rồi. À. Có thể là em nhìn ngoại hình của anh thì có vẻ là nhìn cũng xì tin. Nhưng mà thực ra bên trong nó khác. Khác là sao anh? Có nghĩa là bên trong anh sống nội tâm hơn, anh lại suy nghĩ hơi bị nhiều, có thể là hơi cụ non luôn á, cho nên em nghĩ chóng mặt rồi em. Dạ. Thí dụ như anh gặp một người, ví dụ anh không có bắt chuyện, ví dụ người khác bắt chuyện anh có trả lời lại không ạ? Người khác bắt chuyện thì anh sẽ trả lời. Em thấy anh như thế nào? Hay thế nào là sao anh? Có nghĩa là theo như cái hình mẫu của em á thì em thấy anh có được hay không? Theo như chị Cát Tường cho 6 điểm thì em cũng ổn. Là bấm nút phải không em? Dạ, để xíu trả lời sau được không ạ? Rồi, kết thúc. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm và quyết định. Các bạn nên nhớ rằng khi ta bấm nút là chúng ta quyết định một điều gì đó trong cuộc tương lai có thể là rất quan trọng. 3 2. Một. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Dù sao thì cũng đã hẹn hò với nhau và hy vọng trong những cuộc hò đó chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn và hạnh phúc sẽ đến hai bạn. Đây là những món quà chương trình dành cho bạn, vé xem phim. Trong đoạn phim ta sẽ có nhiều thời gian lãng mạn hơn để tìm hiểu nhau. Lý do tại sao bạn bấm nút? Em muốn có một cơ hội. Còn bạn? Em thì muốn cho nhau một cơ hội để cái mối quan hệ nó đi xa như thế nào. Thì cũng muốn xem như vậy. Đây là món quà dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống của mình. Em xin mang nhờ chế thương, chế tính và trừ hơi nước nóng tính một chút ạ. Đối với em bao lâu? Dạ cũng được 4 ngày ạ. Rồi sao, lý do gì mà chia tay? Anh ấy áp đặt quá ạ. Em có ghen không? Dạ chắc cũng có. Ghen nhiều không em? Nhưng mà chắc ghen là ghen văn minh thôi ạ, chứ không có ầm ĩ ạ. Không, anh bao giờ thích con gái ghen nghe. Chưa ạ. Chúng ta xin mời sự xuất hiện của nhà trai. Rồi, mời em trai. Và xin mời nhà gái. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh. Chào xin em. Chào chị Hùng Vân. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem ở đây, còn các quý vị khán giả trên truyền hình ạ. À. Em xin tự giới thiệu. Em quên xin chào bạn gái bên kia. Em tên là Huỳnh Trọng Bình. Em 28 tuổi. À. Em đang sinh sống và làm việc ở Tây Ninh. Nghề nghiệp của em là thợ làm bánh Âu. Còn em sao nè, giới thiệu luôn nè.
Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, bạn nam bên cạnh và các quý vị khán giả trong trường quay. Em tên Trần Thị Hương Quỳnh, năm nay em 27 tuổi. Tại em làm nhân viên văn phòng tại công ty giày dép Thái Bình ạ. Đang sinh sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Em đến từ Lâm Đồng ạ. Tây Ninh, giờ đó bên đây Bình Dương có gần không vậy Linh? Khoảng cách nó cũng hơi xa xa mà cũng không đến sao lắm. Không sao đâu anh ơi, em đi xe máy từ đây, từ nhà em lên thành phố hoài à. Sao rồi vậy đó hả? Dạ. Thôi vậy khỏe rồi, bên làm giày dép lên bên làm bánh trái ha. Em nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em cho em xin phép được khen bản thân mình một chút là em hiền lành, dễ thương, dễ tính. Ngoại trừ hơi nức nóng tính một chút ạ. Đừng có dễ dãi nghe chưa? Dạ. Ừ, nhưng mà cái này là em làm đúng không? Dạ. Vậy là phải khéo tay nữa. Dạ, cũng không khéo lắm. À Huỳnh ơi, Huỳnh ơi, em nóng tính là sao vậy? Lúc mà mệt mỏi quá hoặc là bị áp lực công việc quá mà ví dụ như có người quấy rầy thì em có hơi to tiếng với người ta một chút thôi ạ. To mình to hơn sợ rồi. Rồi còn em trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, không thuốc lá, không thích uống bia, mà uống rượu được nhưng mà không uống nhiều. Tại hồi nhỏ lớn em mới xỉn có một lần à. Dạ lần đó là em đi lính ra đó, cái gặp đồng chí đồng đội mới xỉn luôn. Em đi bộ đội hả? Dạ. Mấy năm? Em đi 2 năm anh. Rồi vậy là khỏe rồi. Dạ. Em có cái khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là nhiều lúc mà hay tự ái, tự kỷ. Tại vì á, một phần á là do là khi mà em ra quân rồi đó, cái em hay làm chuyện này chuyện kia một mình, là em tự làm một mình được. Còn khi điểm yếu của em nữa là áp lực công việc cuộc sống quá anh á, xong cái em vứt hết những suy nghĩ người lớn đi, em thành một đứa trẻ con, em hay nói hay cười vậy đó. Thế nó cũng là sai sai á nha. Thôi cũng sao, rất là vui rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ thì mời đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên. Từ nước mẹ em đi học giờ chưa có mối tình nào hết, nhưng mà cũng có tìm hiểu một người ạ. Đó là năm thứ mấy? 2 năm trước ạ. Rồi quen được bao lâu? Dạ cũng được 4 ngày ạ. 4 ngày ạ. Rồi sao lý do gì mà chia tay? Anh ấy áp đặt quá ạ. Em chỉ muốn là em tìm hiểu thôi. Người ta đã ép em là tiến tới về một nhà. À tức là muốn cưới em liền luôn á hả? Dạ. Là em sợ quá rồi em chia tay luôn. Dạ. Em trai, đường tình duyên thế nào? Đường tình duyên của em lặng đặng lắm anh ơi. Chào em. Chào chị Vân. Dạ. Sao nè, tình duyên sao nè? Dạ, từ nhỏ tới lớn á, em là em để ý nhiều lắm. Mà thường là để ý người ta cái người ta có bồ hết trơn rồi. Để ý người ta cái người ta có bồ hết trơn rồi. Xong cái lúc lớn lên là em có một mối tình vào ngày 28 tháng 6 năm 2015 á. Trời. 23 tuổi, cái hồi đó em còn làm thêm đi làm lơ xe buýt á. Cái em gặp cái cô kia nên được nửa năm cái em đi lính. Ờ. Dạ. Cũng còn nhắn tin đồ, thăm đồ dữ lắm chị. Xong cái gần ra quân á, nói chia tay. Mà trời. em nói nghe. Em nói chia tay. Dạ. Tại sao vậy? Tại vì thấy tình cảm bạn đó dành cho mình không còn như xưa. Với lại em muốn tạo cho nó một cái suy nghĩ để bạn đó sau này không có hối hận á. Tại bạn đó có nói với nhiều lần trao đổi với em rồi, thấy em tương lai không có sáng sủa mà mệt đâu đó. Nên là thôi cũng có nhã ý là muốn chia tay đó đúng không? Vậy là cũng có kinh nghiệm trong yêu đương chút đỉnh rồi. Còn bên đây người ta chưa có gì luôn á. Em ước mong bạn gái của em là có một cái là một cái nhân dáng như thế nào? Quỳnh ơi. Dạ. Em có ghen không? Dạ chắc khi chắc cũng có. Ghen nhiều không em? Nhưng mà chắc ghen là ghen văn minh thôi ạ, chứ không có ầm ĩ đâu ạ. Không, anh thích chưa? Con gái ghen nghe. Chưa ạ. Phải hay ghen mới được á. Đó, phải ghen ổng. Chút trao đổi tiếp. Không cần đẹp đâu chị, cần dễ thương là được. Không có mập quá. Rồi cao trên 1m55. Anh ơi, em cao có 1m50 à. Thôi kệ không sao. Rồi thiếu 5 phân rồi. Không sao. Ừ. Mập dễ thương ha. Đừng có nói chưa mập ở đây, đụng chạm nhiều người lắm. Ông nhắc người ta mà ông xài 4-5 lần cái chữ đó. Đồ đi đồ lợi là sao? Không có đồ đâu. Trời ơi, để coi tôi coi đàn gái con sao nè. Không có cho coi luôn. Trời đất ơi. Nếu như ngày hôm nay mà em không có được bạn gái á, là lỗi của anh Quyền Linh á. Chị nói cho em biết. Đừng nói chữ mập nha em nha. À, dạ. Ha. Dạ. Nhớ đừng nhắc chữ đó. Ha. Đó, rồi, con ta xinh xắn vậy nè. Chào anh. Rồi, chào em, dễ thương. Em muốn tìm một người bạn trai thế nào? Dễ nhìn, 1m65 đến 1m70. Không mắt hí, không hói ạ.
Không gì. Không đừng, hỏi, không đừng, hỏi. Đừng, đừng nói chưa hỏi. Đừng, né đi, né đi. Trời ơi. Trời ơi, trong cái chương trình này là mình né cái chữ hỏi đi nghe. Đừng bao giờ nói chữ hỏi nghe. Không vừa lòng rồi đó. Tôi nhắc đó, tôi nhắc. Không có nhắc nhiều như vậy. Đụng chạm nhiều người lắm. Thôi mình quề đi, mình về sắp nhỏ đi. Nói chung hai đứa mình quề đi. Đừng nghe. Bao giờ nhắc chữ hói với chữ mập ở đây. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Em nói cho dễ hiểu coi. À, hình mẫu lý tưởng của em là ca sĩ Nam Trường. Này nó đường trường được không? Dễ thương, bảo đảm với em bao vui luôn. Cười dạ. Lúc nào cũng cười, thậm chí lúc em buồn cũng cười. Lúc em khóc cũng cười. Dạ. Lúc em đau bụng cũng cười. Được, đúng không em? Sao nó có là anh? Có không? Đau bụng sao cười được? Thấy em là anh thấy vui rồi đó. Không cần có cái gì chân mà thấy em là thấy vui là anh khoái vậy đó. Lúc nào cũng cười, cười vậy đó hả? Em gái đi với ai? Dạ, em đi với mẹ của em ạ. Xin chào MC Quyền Linh và chào MC Hồng Vân. Mẹ trẻ quá vậy xin mẹ. Xin chào khán giả của đài truyền hình. Tôi là mẹ của Hương Quỳnh. Nhìn thấy bạn trai bên đây thì tươi, cao ráo, đẹp trai, vui vẻ. Đó, ngon. Cảm ơn đi. Dạ, cảm ơn con. Thì có xa về mặt địa lý nhưng mà nếu mà đã có duyên với nhau thì trăm sông cũng nội mà mấy núi cũng đèo vạn... Vạn đèo cũng qua. Cũng qua. Rồi, cảm ơn nhà gái. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với chị, với bạn và hai đứa em. Chị ruột hả? Dạ, đúng rồi, chị ruột em. À. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh, MC Hồng Vân, quý vị khán giả và xin chào cô ạ. À, chị chào Quỳnh. Bình thì nó tính của em nó là hơi sống nội tâm tí xíu. Hai chị em nhưng mà tính không có giống nhau. Chị thì vui vẻ, hòa đồng lắm, còn em thì sống hơi nội tâm. Chị thì thấy Quỳnh cũng dễ thương. Bình nó được cái là nó không có yêu thì hơi bị chung thủy lắm. Em nó không có lăng nhăng hay yêu là yêu một người thôi. Cũng thích sống cho gia đình lắm, chăm lo cho vợ con được. Nói chung là gia đình bên chị thì cũng dễ, ba mẹ chị cũng dễ không khó, cũng không ép làm dâu hay là gì hết. Ba mẹ chị cũng thoáng lắm. Nếu như hai em tới được với nhau đây là có duyên rồi. Còn quyền quyết định thì chị, hai em quyết định, chị tin tưởng vào quyết định của hai em. Rồi, cảm ơn, cảm ơn chị ạ. Mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Hồi hộp dữ vậy cưng, hết sức bình tĩnh. Đó, rồi đứng lên nè, đứng lên tặng quà. Hôm nay là anh có 3 món quà muốn tặng em. Nhưng mà chỉ chọn 1 trong 3 thôi nghe. Cái bự nhất á là nó có thể ăn được. Cái thứ hai á là nó đẹp. Nhưng mà nó không có để lâu được nghe. Còn cái thứ ba á là cho món quà này là thôi hợp. Cái 3 món quà này là để lâu được nhưng mà cũng đẹp. 3 món này á đều tự tay làm hết á. Em phụ đi, em phụ đi xong rồi hãy cái bữa trước dạ. Bữa trước nha. Dạ. Anh trai chưa gì thế xính lễ quá. Đây đây. Món quà này em rất thích luôn. Đây là bánh xu. Đây là anh đem theo là 5 cái. Tượng trưng cho là này anh với em. Còn 3 cái lại là anh muốn sau này mình có 3 đứa con á. Trời đất ơi, trời ơi, anh quá. 2 đứa được không anh? Sao anh thích có 3 đứa tại đông vui. Trời ơi, 2 đứa cũng vui lắm à. Thôi 3 đứa kể đi, 3 đứa cũng được nè. Với bên nhà chị 3 đứa dễ thương lắm. Tới cái thứ này ha. Em lấy ra đi. Anh cầm cho. Linh biết không, giờ Vân mới để ý Vân thấy á, cái lúc tặng quà là lúc cảm xúc nhất á, không có bị rung á. Trời dễ thương chứ nói gì vậy. Rồi đó. Này là hôm qua là anh chuẩn bị cái muỗng dừa này thôi nè. Còn sáng nay là anh đi hái bông rồi anh cắm vô. Rồi anh đi hái ở đâu vậy anh? Anh đi anh hái trộm của anh ta à? Dạ đâu có. Đường vô nhà chị em á. Ừ. Thì người ta trồng bông nhiều lắm. Dạ em nói ý nghĩa đi. Tại sao em lại xài những cái bông này? Chủ yếu là đẹp thôi. Dễ cưng quá. Rồi bỏ vô. Cất luôn. Đây còn cái cuối cùng. Cái này là chính tay anh hắt á. Để anh đeo cho em nghe. Tưởng đâu ngày mai ngày đám hỏi chứ. Quá trời chuẩn bị chu đáo dễ sợ. Trời ơi tự tay thắt cái vòng. Ủa cái đó cái vòng hay là cái dây cổ ta? Dạ vòng tay. Vòng tay. Em thích không? Dạ em thích món quà này. Rồi đó rồi tặng lại đi.
Còn cái này là cũng chính tay tự em làm. Cái này có ý nghĩa là lồng đèn này hình trái tim. Cái này là giúp em là soi đường vào tim anh ạ. Anh thích lắm á. Đây đây, anh có một bí mật anh muốn nói với em á. Đừng kể cho ai hết nghe. Dạ. À, anh đi lính xong ra anh tính là anh lấy xe. Lấy xe thì nó bấp bênh quá, cho nên anh chọn làm bánh. Mục đích anh chọn làm bánh á là sau này á là anh muốn là chồng làm bánh, còn vợ là làm đồ ăn cho mấy chút nhỏ ăn. Cưng hết sức luôn. Người em nấu ăn không ngon lắm thì sao anh có phụ em không ạ? Không sao không sao, ở trong cái tiệm anh có cô kia nấu ăn ngon lắm. Cậu có gì cậu huấn luyện anh cho. Rồi anh về anh huấn luyện lại em. sẵn hát bài tặng em gái luôn đi. Rồi anh xin hát bài tặng em nha. Dạ. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Hôm nay là anh đến đây á, là anh có 4 điều muốn thực hiện. Điều đầu tiên á là anh muốn nói cho cả thế giới rằng á, cũng như bài hát của anh nãy á, là tình yêu dịu kỳ là nó có thật. Điều thứ hai là chữ duyên á nó cũng có thật. Anh với em gặp anh ở bên đây. Điều thứ ba á, là anh muốn nói là tất cả những gì mà nãy giờ anh nói á, đó là cũng đều là sự thật. Còn điều thứ tư á điều tư thì anh quên mất tiêu rồi. Điều tư nói là em muốn làm bạn gái của anh không ạ? À? Đúng không ạ? À? Điều thứ tư là nói em nhớ bấm nút vậy đó. Điều tư là anh yêu em nói luôn đi. Có hơn anh. À, từ lúc đầu tiên anh nhìn thấy em là anh thích em lắm rồi đó. Cái yêu nhìn đầu tiên. Tụi nó không cần ngồi ghế luôn á Linh. Đấy. Cứ nói đi xong rồi tới khi nào mà nói đủ rồi. Thôi anh Linh ơi, chị Dân ơi, cho em bấm nút rồi. Vậy thôi là bắt đầu ngồi bấm thôi. Em có muốn thực hiện 4 điều đó cùng anh không? Em sẽ thực hiện bằng cách bấm nút ạ. Vậy cho anh ôm em một cái luôn được không? Ôm thôi nha. Đó thấy chưa, đó đâu cần gì tới mình. Nói câu một câu nữa rồi được hay không mình bấm nút luôn nào em trai. Sau này á anh muốn cùng em chung một mái nhà, nơi mà có tình cảm của anh dành cho em và những chiếc bánh ngọt ngào. Trả lời hồi đáp liền cưng. Em có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý ạ. Nhưng mà em cũng có một câu hỏi hỏi anh, hai câu hỏi thôi ạ. Rồi em cứ hỏi anh đi. Ví dụ sau này em có muốn đi học thêm thì anh có cho em học không? Có lập gia đình á, anh có cho em đi học thêm không ạ? Thôi, cái chuyện mà em đi học thêm nó tốt chứ đâu có xấu gì đâu, mà tại sao lại không cho? Tại vì cũng có rất chi là nhiều người nào chồng muốn vợ ở nhà chăm sóc con mà lo cho gia đình thôi, chứ không có muốn vợ đi ra ngoài á. Anh thì anh thích làm những chuyện mà mình thích trong cuộc sống này, miễn sao là mình hạnh phúc là được. Quá tuyệt vời rồi. Còn câu nào nữa hỏi luôn. Anh có đòi cưới em sớm không anh? Không, 4 ngày là không rồi. Em cũng tìm hiểu anh, ví dụ như mình thích hợp mình cưới thì sang năm cưới. Trời, đồng ý luôn, anh cũng tính là sang năm luôn á. Ôm chặt luôn. Đứng yên nguyên, để anh hỏi ý kiến mẹ coi sao. Đứng yên nguyên, ôm chặt luôn. Giờ mình vô luôn nè, nay chắc khỏi bấm luôn á. Cái này gì đàn gái nè, cô thấy được không? Cũng chúc các con là tìm hiểu kỹ rồi nên duyên vợ chồng thì một là một việc rất tốt đẹp. Dạ, tôi, cảm ơn con ạ. Dạ. Ôm lại cho mẹ thấy, ôm chặt luôn cho mẹ thấy coi. 5, 4, 3, 2, 1, bấm nút. Em không được thực hiện nút bấm ạ. À. Nè dòm đi nè, quay lại dòm, tim nó đỏ ao rồi. Em có muốn bấm nút không? Dạ, chờ rồi, hết rồi. Dạ, bây giờ em đã cảm giác thế nào? Vui ạ. Cảm giác rung động với anh bạn mà em đang ôm không?
Lúc mở ra thì thấy anh này cười, em thấy vui vậy ạ. Cô nào cũng có chút chiếu ạ. Đúng cái hùng đó. Nè, đó, đó, đó. Hai đứa này dễ thương lắm luôn á nha. Đây là cặp đôi không cần phải bấm nút gì cả, bởi vì tất cả mọi người đều chứng kiến rằng gần như là họ sinh ra là để yêu nhau. Chúng tôi sẽ gửi tặng một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Em đi cẩn thận nha. Đấy, vẫn nắm tay thấy chưa? Hay dễ sợ chưa? Hãy đưa đi đến chân trời góc biển nha. Vui ghê, lâu lâu tôi với ông được bấm nút thấy cũng đã ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp cặp đôi thứ nhì. Hai người đều, hai mối tình đây đều là tìm hiểu sơ sơ thôi. Có mấy tháng rồi á hả? Dạ. Mà chưa có yêu thật sự hả? Dạ chưa yêu thật sự, chưa yêu sâu đậm. Đàn gái dễ thương, đàn trai cũng hiền, chất phát. Để hỏi đàn trai có mấy mối tình rồi, không phải cho tôi biết bệnh chứ. Có bà mối biết mấy mối tình rồi. Dạ em một mối tình cũng là một người vợ, em kết hôn được 20 năm. Mời nhà gái. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Chào em, bỏ em đây. Em chào chị anh Huyền Linh ạ. Rồi, mời nhà trai. À, rồi, xin chào em. Rồi, bây giờ nhà gái mình bây giờ mới giới thiệu nè. Em tên Phan Thị Thúy Hồng, 48 tuổi, tuổi con chuột. Em ở thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang chị. Dạ, em đang làm gì? Dạ, em may đồ tại nhà chị. May đồ hả? Dạ. Ủa, may đồ dài, đồ tây hay là em đồ em may đường? Đồ kiểu, đồ tây, đồ vét. Vậy đó hả? Giỏi quá vậy. Bên đây mời bạn trai. Trả lời đầu tiên, em tên Dương Nhật Tâm, bí danh là Chí Tâm. Em xin chào toàn thể ông bà cô bác và toàn thể anh chị em trong trường quay. Lời thứ hai em xin chào chị Hồng Vân. Lời thứ ba em xin chào anh Quyền Linh. Xin hết. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi, mời anh ngồi. Lộ diện rồi, bên nhà gái tôi đã thấy dung nhan của bên nhà trai rồi đó. Rồi, bây giờ anh ở đâu? Dạ em sinh ra thì tại gia định Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Nhưng mà hiện tại giờ em đang sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thợ điện, chuyên sửa điện ô tô, du lịch và tải. Ừ. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 45 tuổi thìn. 45, bên kia 48. Trời dạ, ơi, nhưng mà nói nghe nè, mình chững hơn bên nhà gái nhiều lắm nha. Bên nhà gái ta ngon lành lắm, nhìn nó mắt. À. Nhìn đẹp gái, ok vô cùng. Nhưng mà em chấm cái chỗ con chuột đó chị. Chấm tụi con chuột phải không? Dạ. Ồ, vậy là hợp với tụi con chuột đúng không? Dạ, thân thiết thành. Rồi bây giờ mình nói chút xíu cái ưu điểm khuyết điểm cho mình, cho bà mối. Đúng rồi, sẵn tôi đứng lên nghe luôn nè. Dạ, ưu điểm của em thì thích chuyên sâu vào nghề để làm kiếm tiền. Chẳng hạn như là em ngủ 1-2 giờ đêm mà khách hàng tới kêu cửa hoặc điện thoại em vẫn vui vẻ bước ra mở cửa để làm sửa cho người ta, thậm chí đứng tới sáng luôn em vẫn làm. Có nhiều chiếc container là nó đậu trước là phải làm tới sáng luôn. Vậy là chịu thương chịu khó. Dạ. Thứ hai thì em cũng có nhiều điểm mạnh, chẳng hạn như em biết nấu ăn, có thể em nấu một cái đám giỗ 6 mâm mà một mâm 5 món, 30 món nó không giống món nào em cũng vẫn nấu được. Hay gì ta? Hay một quá. Mình thôi, không cần nhiều. Ôi, mình thôi. Ơi. Tại vì những đám giỗ bà cha mẹ của em là tự tay em nấu không. Với lại em cũng thích đờn ca. À. Dạ. Tôi em cũng từng là quân nhân trong đài truyền hình thành phố, em cũng có đi thi ở Bến Thành. Nói nghe nè, em giống như là mình có một cái điểm yếu gì không? Điểm yếu của em là khi em bắt đầu vào công việc em làm
chẳng hạn như chủ xe là anh Quyền Linh đi, tới báo em hư cái món đồ đó, em nghe rồi em sẽ biết là nó bị như vậy. Thì trong lúc em đang làm thì đừng có nói dằn dẳng ngay lỗ tai em, là em dễ có chút quạo. Và nhiều khi mình quạo thì mình nói ra những cái lời nó hơi kỳ kỳ thì người ta cũng tự ái, và bản thân mình cũng thấy hơi tự ái chút. Điểm yếu của em thì cũng hơi có mình hơi nóng tính chút xíu ha. Dạ, có chút xíu rồi có hút thuốc hả? Dạ có hút thuốc chút xíu. Một ngày hút mấy điếu? Nhưng mà nhiều nhất thì nó cũng khoảng 10 điếu thôi chị. 10 điếu? Dạ. Có nhậu được không em? Thì nhậu thì đám tiệc thì em mới nhậu, còn mà bình thường thì em ít nhậu lắm. Rồi bây giờ nè, ông đi ra đây, ông hỏi bên nhà gái tôi chút xíu coi. Chứ tôi thấy cái cặp này tôi thấy xứng đào xứng khép dễ sợ luôn rồi đó. Nhà gái. Dạ, em chào anh Linh. Trời ơi. Thần tượng của em. Cảm ơn em. Trời ơi, xinh ha. 48 nhìn không ra luôn á. Không ra luôn. À. Ừ. Tại vì em là công việc ở trong nhà không à. Ưu điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm em giỏi. Cái gì em cũng giỏi. Ừ, gì cũng em giỏi. Em nấu hết. Ăn. Hát được. Hát không hay nhưng mà hay hát. À. Nói nghe nè, rồi nấu đám dỗ được không? Bển nghe người ta nói người ta nấu đám dỗ sao bạn? Nấu đồ món, nấu đồ chay bán. Ừ, nấu đồ chay bán à. Được rồi, vậy hai người về mở cái công ty rồi nấu ăn được rồi. Ừ, thấy không? Rồi em có điểm yếu gì không? Điểm yếu là tại em yêu trễ quá, tại em yêu trễ quá. Hả? Em yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Hồi nhỏ em lo là lớn lo làm, em không để ý tới. Rồi tới sực nhớ lại là em ba mấy tuổi à. Vậy hả? Tức là em mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình mà cũng như mình mới tìm hiểu sơ. Tìm hiểu sơ thôi, không sao? Được. Lâu mau? Là... Cũng mau rồi chị. Một hai tháng rồi thấy không được thì thôi mình rút lui. Lý do gì không được? Lý do nói chung là cũng như không có nói ra được. Nhưng mà mình nhẹ nhàng thôi. Như mấy anh nói vẫn là bạn. Vẫn thường xuyên nhắn tin thăm hỏi vậy thôi chứ không mà có gì. Cả hai người đều hai mối tình đây đều là tìm hiểu sơ sơ thôi. Có mấy tháng thôi hả? Dạ. Là chưa có yêu thật sự hả? Dạ chưa yêu thật sự, chưa yêu sâu đậm. Đàn gái dễ thương, đàn trai cũng hiền, chất phác. Để hỏi đàn trai coi mấy mối tình rồi, không phải cho tôi biết bệnh chứ. Cho bà mối biết mấy mối tình rồi. Dạ em một mối tình cũng là một người vợ, em kết hôn được 20 năm. Bao lâu rồi cưng? Bao lâu rồi? Này phải tìm nay cũng 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy rồi. Em có mấy đứa con rồi? Dạ em có hai người con trai, lớn 20, nhỏ 18 tuổi. Mà ở với ba hay với mẹ? Dạ khi em và vợ em coi như là hết duyên rồi đó, thì em cũng nói nhẹ nhàng một câu, em nói thôi anh giao hết tài sản, nhà cửa và con cái cho em hết. Anh bước ra đi anh sẽ làm lại một cuộc đời mới. Bây giờ thì trong 2 năm đó em đã được bao nhiêu phần trăm cái dự kiến của mình rồi? Cái công việc của em á? Cái công việc của em á thì nói thật sự nó vô chừng lắm. Có ngày làm 5-7 triệu, có ngày thì làm cũng 200-300 ngàn bình thường thôi. Tại vì xe nhiều thì mình nhiều khi nó nhiều quá làm cũng không nổi luôn. Về công việc cũng ổn định ha? Ổn định rồi, cuộc sống nó ổn định rồi. Nó có cái điểm hay là về là chị, hồi nãy bạn gái nói em có lắng nghe, là 20 năm về trước đó, ông nội em từ Long Xuyên đi ra, đi lên thành phố để lập nghiệp. Thì cái cuối đời của em sẽ quay trở về Long Xuyên là quê của nội em. À dạ. Là bạn này là ở Long Xuyên? Ở xứ của nội của em luôn. Dạ. Là trong dự định, trong cái đầu óc của em là em đã nung nấu cái điều đó rồi đúng không? Đã tính là nếu mà gặp đúng người đó em sẽ nói câu đó. Dạ. Hay nha. Đó. Được. Không như vậy là bữa nay chắc là cái chắc duyên. Là cái ngoài cái chuyện ông Tơ bà Nguyệt gieo duyên cho em thì dạ. Chắc là còn có ông nội hoặc là gia đình á bên cửu quyền thất tổ đó. Dạ. Phù hộ cho em đó. Thật sự là ế em không có ế mà tại vì em thấy người ở ngoài xã hội giờ nó hơi phức tạp lắm. Bởi vậy em rất cần cái chương trình để giúp cho em là tìm được một cái người đó, theo em nghĩ là nó sẽ có một cái quyền cơ trên hai cái ghế này. Bởi vì em không bao giờ em trong cái sơ yếu là em không bao giờ em lựa chọn cao thấp lùn ốm trắng đen hay là mập gì hết. Em chỉ yêu cầu bạn gái đó có một trái tim chung thủy và lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng với em thôi. Dạ như đó đủ rồi. Bây giờ những gì anh nói bên kia đều bên có kia nghe đó. Hết đó. Dạ bên kia cũng có luôn đó. Cái suy nghĩ, cái yêu cầu về cái người bạn đời của em mà người đàn ông của em là như thế nào? Suy nghĩ của em là người đàn ông đó biết lo, biết yêu thương gia đình, thương vợ. Thương vợ, yêu thương gia đình. Lo chu đáo gia đình là đủ được rồi. Như sạch sẽ, trước nhất là phải sạch sẽ. Thì mình có làm mồ hôi một kê xong rồi mình tắm rửa là sạch sẽ thôi. Chị thấy là cái người đàn ông bên kia là một người đàn ông rất là bản lĩnh, rất là có nghị lực, nhưng mà rất là tình cảm nha em. Chị cảm giác như vậy, thành ra là
chị thấy là chị cũng yên tâm rồi đó. Vâng ơi, bây giờ mình hỏi ký người thân đi. Ừ, em đi với ai? Em đi với cháu em ạ. Đầu tiên xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và chào chú Tâm. Trong gia đình á thì dì Hồng của con là cái một cái con người rất là vui vẻ, rất là hoạt bát. Con thấy chú Tâm này á là một cái người rất là thẳng tính, những cái chia sẻ rất là thẳng thắn về cuộc sống, cuộc đời của chú. Thì con thấy là hai người rất là hợp. Con mong là hai người sẽ mở lòng để tạo ra cái mối quan hệ nó phù hợp, hạnh phúc với nhau. Rồi, cảm ơn con. Anh đi với ai? Dạ em đi với lại một người chú và một người anh và một người chị. À, rồi xin mời đại diện đàn trai. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào quý khán giả. Tôi là bạn của coi như anh nhưng mà cũng như là bạn với Tâm. Thì theo tôi thì thấy là hai bạn này rất hợp nhau. Quan trọng là hai bạn quyết định nhau, chứ tôi thấy thì rất là hợp. À. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn nhà trai. Thôi bây giờ thì... Thôi mình mở rào đi Linh ơi. Mở rào đi, cho hai bạn này nói chuyện với nhau được ha. Mình bắt đầu mở rào. Đến đây em có món quà để tặng anh. Dạ, anh nhận. Trong đây nó có hai món, thì cái món quà này anh gửi cho em trước. Yeah. Còn cái món quà này thì sau này mình về chung một nhà, anh sẽ đưa em giữ cái bóp này, để khi anh làm có tiền em sẽ bỏ vào cái bóp này. Dạ, yeah, cảm ơn. Còn ở trên đây thì trên đây là nó có một câu thơ cũng đơn giản thôi. Yeah. Tu trăm năm ta mới ngồi chung một thuyền, tu ngàn năm ta mới nhờ ban hẹn hò cho chúng ta nên duyên vợ chồng. Trời ơi, dạ em tặng cho anh chiếc khăn để có mình có duyên có nợ đến với nhau thì hai người cùng chung xài chung một chiếc khăn. Anh xin đọc được không ạ? Dạ được. Mến tặng anh chiếc khăn làm kỷ niệm ngày mình gặp gỡ nơi bạn muốn hẹn hò. Nếu anh và em có duyên có phận thì mình cùng lau chung chiếc khăn này. Cái cảm nhận về nhau như thế nào? Mở rào ra thì hai người có thấy là phù hợp anh với cái mình suy nghĩ hay không? Chúng anh thấy em có một cặp mắt rất là xinh và có khuôn mặt khả ái. Theo anh suy nghĩ em là một người rất thông minh. Còn em sao? Em có cảm nhận em đi. Em thấy anh cũng hiền. Và nói với anh với vợ anh đó dứt khoát em yên tâm. Trước khi bước lên hẹn hò mình phải đủ nghiêm túc và nghiêm chỉnh. Anh mong em hãy hiểu cái câu lỡ đây không phải là cái chỗ chơi của mình. Nói thật với em là anh không có biết dùng những lời ngôn từ, ngôn tình. Đứng trước mặt em anh chỉ nói được ba chữ mà thôi: anh cần em. Trời ơi, quá trời quá. Dạ, anh xin tặng em một bài hát được mang tên là Casey. Rồi thư đi thư lại cày bà mối với mai, anh đưa em dạo phố lần đầu, lựa màu áo cô dâu. Em thích màu gì? Em thích màu hồng. Còn anh thích màu hoàng anh cơ. Hay quá. Rồi bên nữ mình đáp lại liền. Rồi, để, dạ. Em người ở đất miền Tây, ai xui anh đến chỗ này gặp em. Không nội anh xui anh tới. Cái chương trình nói chuyện lứa đôi, giao bôi càng chén mặn nồng bên nhau. Em xin hết rồi. Tôi nghi quá ông Linh, tôi nghi là cái cặp này tôi với ông tự bấm quá, thiệt luôn á. Bây giờ á, mình nói một chút xíu đi. Bây giờ đó, người ở Mỹ Tho, dạ, người ở Long Xuyên, mình hẹn hò sao? Thí dụ như mình cảm tình với nhau đó thì ý em như thế nào em cứ cho anh biết. Anh là phải xa làm quá, anh sẽ... xa quá em thì một tháng gặp một lần cũng được, tại vì công chuyện nó xa quá. Cùng xa thì nó cũng từ từ thu lại gần thôi, tại vì mình đi thường nó sẽ gần em. Đi rất gần, không có xa đâu. Nói chung là quan trọng là em khi bước lên đây em có cho anh, em có mở lòng cho anh hay không. Chứ anh đã mở từ lúc đầu rồi. Anh nhìn thấy em sao? Em rất là đoan trang mà em có một nét xinh rất là thầm kín chứ không có mà lộ. Cái chỗ đó là cái điểm mạnh mà anh thích nhất đó. Sau chương trình này anh sẽ về gia đình của em. Dạ. Để anh ra mắt cha mẹ em.
mình cũng lớn rồi, mình thay vì bây giờ đám hỏi đám cưới thì mình dồn vô đám đi em ha, cho nó gọn ha, chứ thời gian thì nó không có, thời gian là vàng bạc mà, đúng không? Rồi thôi mình trở về ghế này đi em. Nhưng mà em có tưởng tượng là cái người vợ em nó sẽ như thế này không? Em không nghĩ được vậy đâu chị. Em không nghĩ, em nghĩ sẽ cũng gian dở như em. Và cũng con đùm này nọ thì em cố chuẩn bị là mình sẽ chia sẻ về cái hoàn cảnh nuôi con. Vậy mà hôm nay là bất ngờ luôn, coi như là rất bất ngờ, em xúc động lắm. Tạo quá, coi như là thôi em cũng chờ đợi đấng lăng quân của em đó nha. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi. Tay cơ. Theo quy định, chúng tôi sẽ đếm đến 3. Bấm hay không là quyền của mỗi người. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng. Coi như là hay quá. Cô gái rất là đúng luật luôn á. Đúng luật. Ừ. Nào, hãy nắm tay nhau. Hay đấy. Linh cảm nhận đây là một người đàn ông tốt đó. Ha, sẽ che chở, sẽ chăm sóc dành cho riêng mình đó. Ha, anh cảm giác thế nào khi mà dễ đã bấm nút? Dạ em thấy em hạnh phúc lắm Linh. Hạnh phúc lắm. Dạ nhờ chương trình này mà em đã tìm được một người mà em không thể nào ngờ được. Dạ. Bây giờ trước khán giả truyền hình cũng như là gia đình của chị gái đang xem, anh nói gì với gia đình trước đi, rồi sau đó mình về thăm gia đình sau. Dạ cháu xin bác trai cho cháu nói một câu. Cháu thì không dùng từ hứa, cháu chỉ nói bằng cái tâm chân thành. Kể từ ngày hôm nay bác trai cho phép cháu được gần gũi em về để chăm sóc và lo lắng trên suốt cuộc đời. Từ nay thì anh với em tìm hiểu nhau, đừng mà mình hiểu nhà, đừng mà mình đi đến sau nha. Ôm chặt cái nào đó. Tuyệt vời. Chúc cho hai anh chị sẽ sớm về xài chung cái khăn này nha. Dạ. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được cái thiệp tin mà gọi là cái tin vui của hai bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và anh chị sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như anh chị đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng anh chị voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như anh chị tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng anh chị bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, anh chị cứ đưa nhau đi những nơi nào mình thích. Em đi trước đi. Đúng rồi, thấy chưa? Em đi trước đi, anh đi sau bảo vệ. Hai câu chuyện ngày hôm nay nó khác nhau hoàn toàn, nhưng nó cùng chung một cái cảm xúc là rất là chân tình. Nói chung là ngày hôm nay chúng tôi rất là hạnh phúc thưa quý vị. Cảm giác rất là tuyệt vời mỗi lần mà chúng tôi xuất hiện trong bạn muốn hẹn hò, kết nối những mảnh ghép của cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Love TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại mọi người.
Điểm yếu của em á là em hay ăn nhiều, ngủ nhiều. Em có ăn nhiều, ngủ nhiều giống như Kim Anh bên đây không? Chắc khó. Không thích bạn gái là có anh nuôi hay là em nuôi? Cái đó là quan trọng cho mình thôi. Gặp em là anh đã yên tâm về phần đó rồi. Em đã ly hôn. Hiện tại em có hai bé. Em đã ly hôn với vợ đã 3 năm rồi anh. Nói đến mẹ chồng em thì đến giờ em vẫn còn hơi sợ luôn. Nếu bạn gái thích muốn ở đây thì em sẽ theo bạn gái. Mọi người đều cũng có nhà riêng hết rồi. Em có nhà không? Em cũng có chị. Em thấy anh là một người đàn ông chắc vỗ gia đình á. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.